Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay trong video này chúng ta tiếp tục làm bài tập số 2 của Language Focus của Unit 4 các bạn nhé. Trong bài tập số 2 các bạn nhìn, và trước khi vào và làm bài tập số 2 thì mình sẽ nói các bạn một cái rất là quan trọng, rất là ngắn gọn về cái sự giống nhau tương đối giữa một cái là danh động từ hay chúng ta gọi là gerund và một cái là hiện tại phân từ các bạn này. Đó, hiện tại phân từ với danh động từ thì nó có một cái sự giống nhau cơ bản, nó đều là một cái động từ thêm in này các bạn này. Đó, một cái v in này. Đó, tuy nhiên hai cái cách sử dụng khác nhau và bản chất của nó khác nhau hoàn toàn. Nếu cái video thứ nhất, cái bài tập số 1 các bạn chưa xem thì các bạn xem lại trong kênh của mình đó. Thì mình đề cập đến gerund, đến một cái danh động từ các bạn này, các bạn nhìn đây, đó là thường nó đi sau that và sao, và nó đi sau giới từ, thường nó sau that và sau giới từ, các bạn hình dung đó, các bạn thấy chưa? Tất cả còn cái này là nó liên quan đến cấu trúc rồi, ta không nói đó, còn cơ bản là nó đi sau với giới từ, đó, các bạn thấy chưa? Giới từ, rất nhiều với giới từ. Và thỉnh thoảng nó đi sau với that, và thỉnh thoảng nó nằm trong một cái cấu trúc chung của nhiều từ tạo thành một cấu trúc. Và bản chất của cái danh động từ các bạn, đầu bản chất của cái gerund là nó là một động từ thêm in rồi, nhưng nó không đóng vai trò giống như là một cái cấu trúc ngữ pháp độc lập. Nhưng cái hiện tại phân từ nó đóng vai trò là một cái cấu trúc ngữ pháp tương đối độc lập các bạn ạ. Còn cái danh động từ thì nó tùy vào cái giới từ, nếu mà nó giới từ mà nó là ví dụ như đây, giới từ này nó thành một cái cấu trúc này, nó nằm trong một cái tổng thể cấu trúc của nó thì nó thêm in này. Đó, còn này cấu trúc, còn cái này giới từ này thì sau cái giới từ này thì nó quy định phải là một động từ thêm in. Đó, các bạn nhớ thì lúc đó là một cái danh động từ xuất hiện, một danh động từ, được chưa các bạn? Đó, một cái danh động từ của câu 7 này là đây này, câu 7 là của chúng ta làm là hôm video 1 là câu 7 là từ starting này. Rồi, vậy thì bởi vì phần lớn các bạn hay bị quên, cho nên là trước khi mình vào hướng dẫn các bạn hiện tại phân từ thì mình phải nói kỹ chỗ này một xíu. Và bây giờ chúng ta vào cái phần hiện tại phân từ. Vậy thì cái phần hiện tại phân từ á, thì mình nói thêm một tí nữa để các bạn nắm bản chất của nó, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào làm bài tập. Sau này những cái video hướng dẫn khác mình tiếp tục mình nói lại các bạn nữa thì các bạn sẽ hiểu ngay. Bản chất của cái danh của cái hiện tại phân từ này các bạn này, nó là một dạng câu quan hệ, đó, một dạng quan hệ từ rút gọn các bạn. Rút gọn của mệnh đề quan hệ đó, hay nói cách khác là rút một dạng rút gọn của mệnh đề danh hoặc vực quan hệ. Các bạn học đã học mệnh đề quan hệ rồi thì các bạn biết rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói vì sao nó lại là một cái hiện tượng. Đương nhiên thì nó chỉ là một trường hợp thôi, một trường hợp thay thế cho mệnh đề quan hệ này, mệnh đề quan hệ. Thì bản thân cái danh với cái hiện tại phân từ này nó rất là nhiều trường hợp dùng, nhưng trong đó có một trường hợp là nó thay thế cho mệnh đề quan hệ, một dạng mệnh đề quan hệ rút gọn đó, nhớ rút gọn các bạn nha. Đó, nó đây một trường hợp dùng của hiện tại phân từ, chứ bản thân hiện tại phân từ nó có rất nhiều trường hợp. Và trong cái kênh của mình cũng đã hướng dẫn các bạn phân biệt hiện tại phân từ với quá khứ phân từ với phân từ hoàn thành rồi, thì các bạn cứ thế mà các bạn vào trong kênh các bạn xem, các bạn hiểu được bản chất. Nó có rất là nhiều trường hợp dùng, thì mệnh đề quan hệ rút gọn là một trường hợp, được chưa? Một trong số các trường hợp đó. Đây, các bạn nhìn cái câu này, tại sao mình nói nó mệnh đề quan hệ rút gọn trong trường hợp này này. Tôi thấy anh ta vượt qua mấy nhà, đi ngang qua nhà tôi. Tôi thấy anh ta đi ngang qua nhà tôi. Vậy thì bản thân cái chỗ này, đi ngang qua đây, nó là một cái hiện tại phân từ này. Nếu mà người ta viết câu đầu đời đầy đủ là tôi thấy anh ta, người đang đi qua mấy nhà, đi ngang nhà tôi. Đó, cái người đi qua nhà tôi đó, thì tôi thấy anh ta. Đó, các bạn hình dung được chưa? Vậy thì bản chất của nó là nó thay thế cho cái mệnh đề quan hệ who. Các bạn hình dung được chưa? Đó, who vào nhiều cái trường hợp khác, nó dùng khác thì gặp lúc nào thì mình nói lúc đó. Nhưng nhiều trường hợp nó dùng cho mệnh đề quan hệ rút gọn. Lúc đó, người ta không thích viết lại cái mệnh đề quan hệ nữa, nó dài. Người ta chỉ cần đưa cái động từ đó thêm in là nó trở thành hiện tại phân từ. Và nó thành một câu ý nghĩa. Tôi thấy anh ta băng ngang qua nhà tôi. Rồi, ok bạn nha. Rồi sau này mà nếu mà đi sâu vô cái từ đi tôi thấy đây này, các bạn nhớ này, sau này đi sâu vô cái từ thấy này nữa thì nó còn nhiều cái ý nghĩa khác nữa. Ví dụ tôi thấy anh ta đang đi ngang nhà tôi thì
cái việc lưng chừng sự việc đúng không? Thì mới là động từ nên. Nhưng nếu ở bên lưng chừng sự việc, nhưng nếu thấy toàn bộ sự việc thì lúc này không còn in nữa. Đó, không còn động từ to be nữa. Thế thì đụng đến cái chủ đề đó thì mình sẽ nói, nhưng trước mắt chỗ này thì các bạn cứ dùng hiện tại phân từ cho mình. Đó, được chưa các bạn? Sau này nếu đi vô gặp vấn đề đó ta nói tiếp. Đương nhiên chắc chắn trong quá trình ôn luyện giữa học kỳ và cuối học kỳ này thì đều có cho các bạn hết. Các bạn yên tâm nha. Mà các bạn đăng ký kênh thì mình sẽ nói rất là rõ, mình sẽ chỉ rất là rõ cho các bạn. Các bạn sẽ gặp rất nhiều video liên quan đến các cái ngữ pháp đó. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào từng câu thôi. Vậy thì bây giờ đi vào từng câu thì rất là dễ các bạn. Đây, ví dụ như thế này. Các bạn nhìn thấy câu 1 này. Cô ta ngửi thấy cái gì đó đang cháy đúng không nào? Cô ta ngửi thấy cái gì đang cháy lên và cô ta thấy khói bốc lên. À, cháy. Cái gì cháy thì mới có khói bốc lên đúng không? Đây, ngửi thấy mùi cái gì đó đang cháy. Vậy thì cháy đâu và khói bốc lên đâu? Cháy đây, bên nến vậy thôi, chỉ cần thêm nến thôi. Đó các bạn thấy chưa? Rồi bốc lên, thấy cái gì bốc lên? Thấy khói bốc lên đúng không? Bốc lên đây, rising bỏ đi. Thêm nến thôi. Đó. Rồi, câu 1 rất dễ đúng không? Rồi bây giờ câu 2 này các bạn này. Nếu cô ta đó rượt bạn này, bắt đón bạn này. Cái gì đó cả một cái gì? Bắt gặp đó các bạn. Cái từ này bắt gặp chứ đừng dùng từ đón nhá. Từ đón là pick up này hay hơn. Còn từ này là bắt gặp này. Nếu cô ta bắt gặp bạn đang làm cái gì? À, đây là cuốn nhật ký. Vậy thì chỗ này phải là từ động từ đọc nha. Nếu cô ta bắt gặp bạn đang đọc cuốn nhật ký của cô ta, cô ta sẽ rất là nổi giận. Ồ, phải là chỗ này là động từ đọc đúng không? Động từ đọc đâu? Đây, read đi. Vậy thôi. Nó khi ta hiểu được nó là cứ ta làm, cứ ta thêm in vào là xong. Đúng không? Rồi, đó là câu số 2. Bây giờ câu số 3 này các bạn. Rồi. Câu 3. Họ thấy một cái cây. À, cái gì nằm qua ngang đường các bạn? Nằm dọc qua, nằm vắt ngang con đường đúng không? Vậy động từ nằm đâu? Nằm đâu các bạn? Đây, lie in. Đúng không? Thôi thì lúc này các bạn, lie này á thì các bạn phải biến thành lie in nè, đó các bạn nha. Đó, biến thành lie in. Rồi, câu số 4. Câu số 4 đâu? Đây. Câu số 4 là tôi sẽ chào các bạn. Tôi sẽ làm gì vào buổi chiều nay? Rồi các bạn xem cái chỗ này cái từ nào hợp lý nhất. Chỉ có cái từ shopping là hợp lý nhất các bạn. Tôi sẽ đi mua sắm vào buổi chiều nay, đúng không nào? Shopping. Đó, rồi, tôi sẽ đi mua sắm vào buổi chiều nay. Và cái chỗ này là các bạn nhớ thêm hai chữ P nha, bởi vì trước nó là nguyên âm này, các bạn thấy chưa? Đó, cho nên là thêm một chữ P nữa, shopping. Rồi, câu 5 của chúng ta các bạn nhìn này. Câu 5 là anh ta không trải qua nhiều thời gian trong việc học những bài học của anh ta đúng không? Đó, hay là chuẩn bị bài thi của anh ta cũng được, chuẩn bị cũng được, học cũng được. Rồi, chuẩn bị học trong này, nếu không có chữ học thì chuẩn bị. Đây, rồi, chỉ có từ chuẩn bị thôi các bạn. Repairing, bỏ E nha, thêm in. Đó, ok, vậy thôi. Rồi, câu số 6. Câu 6 của chúng ta đây. Câu số 6 là họ lãng phí toàn bộ cái buổi chiều. Họ lãng phí toàn bộ cái buổi chiều làm cái gì các bạn? Vào cái việc sửa cái chiếc xe đạp, đúng không? À, vào việc cố gắng sửa chiếc xe đạp. Rồi, và cố gắng sửa chiếc xe đạp. Trying đâu rồi? Đây rồi, trying đây. Đây. Từ try đâu các bạn? À đây. Đây. Đây, trying đây. Chỉ việc thêm in thôi nhá. Đó. Và đấy, họ lãng phí toàn bộ một buổi chiều này, buổi chiều để trong cái việc sửa cái chiếc xe đạp này, đúng không? Rồi, câu cuối cùng. Họ tiêu xài, chứ chỗ này có tiền thì tiêu xài chứ không phải trải qua. Họ tiêu xài rất nhiều tiền trong việc gì các bạn? Ồ, rất dễ đúng không? Trong việc hiện đại cái ngôi nhà của họ, còn cái từ cuối cùng thôi. Đây, cái từ này các bạn này. Đây, trong việc hiện đại của nhà của thằng cậu sửa sang hiện đại á. Rồi, vậy thì cái chỗ này chỉ cần bỏ E thêm in là xong đúng không các bạn? Đó, thường thường bỏ E, có E thì ta bỏ E nhá, để ta thêm in. Rồi, như vậy là bài tập số 2 các bạn đã nắm được bản chất của hiện tại phân từ chưa? Đó, hiện tại phân từ là một dạng động từ thêm in. Nó giống về mặt cấu tạo, nó giống với cái danh động từ, với cái children đó. Nhưng về bản chất của nó khác hoàn toàn. Các bạn nhớ cho mình nha. Hiện tại phân từ là gần như là nó không có đứng sau giới từ các bạn nha. Gần như chứ không phải là gần như, hình như mấy lâu nay, mười mấy năm nay thầy làm việc thì gần như là bản chất của nó là không thấy nó đứng sau giới từ. Chỉ có danh động từ các bạn nhé.
chỉ có danh động từ hay là gọi là gerund á thì nó mới cái đứng sau cái giới từ, phần lớn là nó đứng sau giới từ. Nó mình nắm được cái bản chất nó như vậy, mình phân biệt nó như vậy là được rồi. Rồi sau này vào ngữ pháp chuyên sâu thì mình sẽ nói đến những cái khía cạnh khác của vấn đề đó. Rồi, và là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong các bạn bỏ thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Một việc làm nhỏ các bạn nhưng mà mình rất là vui đó. Rồi mình cảm ơn các bạn nhiều nhé.